Chào cả lớp, chào hôm nay lớp mình sẽ học cái gì đây? Lớp này mình sẽ dạy các bạn một cái intro, cái phòng intro của điệu remix. Một cái điệu mà gần đây là hầu như là tất cả các bạn trẻ đều theo cái dòng nhạc này để mà ca những cái bài nhạc xé, những cái bài dựng ca, nó tất cả các thể loại nhạc này các bạn chuyển qua đều remix để cho nó sôi động đó các bạn. Với mình thì mình cũng không thích mấy với cái cách như vậy, mình chỉ thích bài nào chất nào là mình chơi đúng chất đó thôi. Nhưng mà thì cái cách thì có, nhưng mà theo cái trào lưu thì chúng ta cũng phải theo cái xu hướng của mọi người thôi. Mọi người muốn như vậy thì tất cả các bạn nào đi đệm hay cho người ta hát bắt buộc các bạn phải làm theo. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách intro của điệu remix. Và với đây mình sẽ chọn điệu remix và cái tông mà mình sẽ hướng dẫn các bạn là tông rê thứ. Bởi vì tất cả những cái bài hát mà người ta chơi liên khúc đó thì đa số là tông rê thứ nhiều. Thành thử bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tông rê thứ và các bạn chú ý lại cho mình. Mình sẽ đi dòng hòa âm rê thứ rồi tới đô trưởng và si giáng trưởng và la bảy. Chúng ta sẽ cứ đi dòng hòa âm như vậy. Với cái dòng hòa âm này thì các bạn chú ý cho mình. Đấy, bậc 1, rê, bậc 7, dây về chúng ta dây về, rê, đô, si, bậc 6, la. Đó là bậc 5 và chúng ta theo cái cấu trúc như thế này. Theo cái cấu trúc như thế này thì các bạn chú ý cho mình. Cuối câu mỗi câu, ví dụ câu đầu tiên chúng ta đi ở rê, câu thứ hai chúng ta đi ở đô, và câu thứ ba đi ở si giáng, và câu thứ tư si ở rê, la. Ví dụ đây thì các bạn theo liền đây. Chú ý nha. Go. Ok, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ đi theo cái câu thức như vậy. Ví dụ từ cái căn bản này chúng ta sẽ đi thêm những cái khác. Ví dụ như đây các bạn chú ý đi nha. Cái cách các bạn có tùy cân biến, các bạn chế thêm nhiều thiệt nhiều nữa tùy các bạn. Với công thức như vậy nãy giờ mình đi dây về không, giờ thử mình đi lên thử coi. Thì vụ với đó mình đi lên và cái nốt chủ các bạn nhớ nha, nốt chủ rê đô si la này các bạn, nốt chủ cái vô nè. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì nữa đây? Intro kêu cách nào nữa đây? Bây giờ chúng ta sẽ đi quãng 8 để thử thế nào nha các bạn. Ta làm sao đây? Show. Cách đi quãng 8 và đi quãng 5 thôi. Về về yeah.
đơn giản, quá đơn giản thôi các bạn, tùy các bạn thôi, thì cảm ơn các bạn mà theo với theo công thức này thôi. Thì các bạn cứ đi thoải mái, muốn chế điều chế cái gì để các bạn cứ chế thoải mái với công thức cái redoxila đi vậy. À, rất là nhiều các bạn, mình xong bây giờ mình cũng không có biết làm sao nữa, nhưng mà cái quan trọng là đó là những cái căn bản, từ cái đó các bạn cứ làm ra thiệt là nhiều. Huy nãy giờ thì mình đi trên da về, rồi da dưới mình đi lên, rồi mình kết hợp khoảng 8. Bây giờ mình có thể kết hợp với trên da về, dưới đi lên, dưới lên kia đi về, mình kết hợp cái này đó thử, chẳng hạn ví dụ nè. Ok, quá đơn giản thôi, thì cũng với cái gì đó các bạn cứ chế gì đó thì mình tùy mỗi người thôi ha các bạn. Rồi cách thêm một cách nữa, ví dụ nếu hai cái dưới mình đi lên trên áp dụng xuống, bây giờ mình từ ở trong mình đi ra, trong đi ra ví dụ rê phải không, rồi đi mình trong mình đi ra hai bên đi xuống rồi quay lên, và cũng với công thức là cũng đi theo cái dòng âm đó các bạn, ví dụ nè. Thế thôi, rất đơn giản, rất là nhiều thao tác và cái phương pháp khác nhau. Đây là những cái mà mình làm cho các bạn cơ bản, và cũng giống như là cái nguyên tắc của nó, chúng ta đi như thế nào để làm cho nó có một cái giai điệu cố định, giai điệu hay, giai điệu đẹp, đó tùy ở mỗi người. Đây là cái phương pháp các bạn, đây là phương pháp các bạn đi ngón và công thức nó như thế nào, thì đó mình đã hướng dẫn các bạn. Chúc các bạn có nhiều cái intro thiệt là hay từ cái điệu remix mà mình vừa hướng dẫn với công thức đó. Chúc các bạn thành công với cái intro điệu remix này, và cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn đơn giản vậy thôi. Chứ nếu mà có rất là nhiều nguyên tắc khác nhau, nhưng mà đây là cái nguyên tắc đơn giản nhất các bạn, đơn giản nhất. Chứ nếu mà làm nhiều nguyên tắc phức tạp thì các bạn cũng khó mà theo kịp. Cái gì mà đơn giản hiệu quả là đó là nguyên tắc âm nhạc của mình, đơn giản hiệu quả mà hay. Rồi thế thôi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng buổi học intro remix ngày hôm nay tại đây. Chúc các bạn thành công với điều này. Và các bạn nhớ chia sẻ những clip của mình cho tất cả mọi người, bạn bè của mình cùng học nha các bạn. Chủ yếu là vui là chính thôi. Chúc các bạn thành công. Và chào tạm biệt, sức khỏe tất cả mọi người. Rất cảm ơn.